Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2024. Trong chương trình Liên hoan Thiếu nhi làm theo lời Bác do tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức nhằm ghi nhận và biểu dương thiếu nhi trong phong trào học tập và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Chiều ngày 11 tháng 5, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi gặp mặt với 83 em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên và các cán bộ đoàn viên phụ trách đội. Sau khi nghe tỉnh đoàn Hưng Yên báo cáo về những kết quả, thành tích của thiếu nhi tỉnh trong học tập và phong trào thi đua làm theo lời Bác, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng thiếu nhi tỉnh Hưng Yên nói chung và 83 em thiếu nhi tiêu biểu. Đồng chí Đại tướng mong muốn các em thiếu nhi Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đội viên, đẩy mạnh việc học tập và thi đua làm theo lời Bác, cố gắng rèn luyện cả sức khỏe và trí lực để có nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các cán bộ đoàn các cấp trong tỉnh và đội ngũ đoàn phụ trách đội tiếp tục đẩy mạnh phong trào đội thiếu niên tiền phong tại cơ sở để các em thiếu nhi có nhiều hoạt động và sân chơi hữu ích nhằm bổ trợ cho các em trong quá trình học tập và thi đua. Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm đã trao quà cho các em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh đoàn Hưng Yên và các em thiếu nhi cũng trao Đại tướng bức ảnh Bác Hồ về thăm Hưng Yên. Tiếp đó, đoàn đã di chuyển lên lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vào lăng viếng Bác, xem những thước phim về Bác, tham quan tòa nhà Quốc hội. Đây cũng là những trải nghiệm hết sức ý nghĩa đối với các em. Đầu giờ buổi sáng, tại nhà lưu niệm Bác Hồ, thành phố Hưng Yên, các đại biểu và thiếu nhi tiêu biểu đã tiến hành lễ dâng hương tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuyên dương, trao chứng nhận và quà cho 83 em thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.